Y 2. Chư ma thiêm lai não loạn. Chư ma cùng đến não loạn. Nhất thiết ma vương cập giữ quỷ thần, chư phàm phu thiên, kiến kỳ cung điện vô cố băng liệt, đại địa chấn sách, thủy lục phi đặng, vô bất kinh nhiếp, phàm phu hôn ám, bất giác thiên hoa. Dịch: tất cả ma vương và chúng quỷ thần cùng phàm phu thiên thấy cung điện mình vô cớ đổ vỡ, đại địa chấn động, nứt vỡ tan tành, các loài bay nhảy trên trời dưới nước và trên đất liền thảy đều kinh sợ. Phàm phu hôn muội không rõ đạo lý nên nghĩ sai lầm. Giảng: khi ông đắc được Lăng Nghiêm đại đình chân Tam Ma Địa, ông nói như thế nào đây? Nhất thiết ma vương cập giữ quỷ thần, chư phàm phu thiên. Tất cả ma vương cùng tất cả quỷ thần, cùng các cõi trời lục dục, tứ thiền thiên, những phàm phu này, kiến kỳ cung điện vô cố băng liệt, chỗ ở của họ thì nguy rồi. Sao vậy? Cung điện của họ vô duyên vô cớ bị hư hoại. Tôi có kể cho quý vị nghe chưa? Trước kia tôi ở Đông Bắc, có một chú đệ tử nhỏ. Chú đệ tử này khoảng 14 tuổi. Tuy là một chú đệ tử nhỏ, nhưng thần thông rất lớn, có thể lên cõi trời, xuống cõi đất. Chú đã đắc được ngũ nhãn, nhưng chưa được lục thông. Chú đắc được ngũ thông, nhưng chưa đắc lậu tận thông. Nếu chứng đắc lậu tận thông, tức là đã chứng quả A-la-hán. Một ngày kia, chú lên trời vui chơi. Ma Dương rất thích chú, bèn nhốt chú trong cung điện. Cung điện của Ma Dương thì trong suốt, giống như pha lê vậy, rất là đẹp. Ma Dương giữ chú ở đó. Vì chú có ngũ nhãn, chú nhìn thấy pháp thân của mình đến chỗ đó. Ma Dương không cho chú trở về. Chú ta bèn nói với tôi rằng: bạch sư phụ, con lên cõi trời, nay không thể về được. Tôi hỏi chú: con lên cõi trời không trở về được, hãy kêu con đi về. Chú ta đáp: con nghĩ rằng chỗ đó rất vui nên đến đó xem, ai ngờ người ở trên cõi đó không cho con trở về. Con đi chơi, không nên đi đến chỗ đó mà chơi. Thiên ma ở cõi trời lục dục đó chuyên môn muốn phá hoại định lực của người tu hành. Con không nên sợ, ta sẽ kêu con trở về. Tôi kêu chú trở về, Ma Dương bèn giữ chú lại, không cho chú trở về. Lúc đó chú rất sợ, nói: Ma Dương không cho con trở về, làm sao bây giờ? Tôi nói: con không sợ, ta này kêu con trở về. Vì thế tôi dùng chú Lăng Nghiêm. Tôi đã nói cho quý vị rồi, ngũ đại tâm chú dùng để phá chú thuật của ma. Cung điện Ma Dương lập tức bể nát. Lần này chú được trở về. Đây là một câu chuyện có thật. Vì thế cung điện Ma Dương bị chấn động vỡ nát, đại địa chân sách, đại địa cũng chấn động sinh ra nhiều vết nứt, mặt đất cũng bị hư hoại luôn. Thủy lục phi đặng, vô bất kinh nhiếp, các loài bay nhảy trên trời, dưới nước và trên đất liền thảy đều kinh sợ. Phàm phu hôn ám, bất giác thiên hoa. Nhưng phàm phu ở thế gian này sức cảm giác không rõ ràng được như thế, vì thế không biết, không cảm giác được đại địa có sự biến hóa lớn như thế. Vì cảm giác của họ không có minh mẫn, không có nhanh nhẹn, vì thế không biết đại địa chấn động sáu cách như thế. Nguyên văn âm Hán Việt: bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần thông, duy trừ lậu tận, luyến thử trần lao, như hà linh nhữ tội liệt kỳ sứ, thị cố quỷ thần cập chư thiên ma, võng lượng yêu tinh,
Ư Tam Muội Thời, Thiêm Lai Não Nhữ. Dịch: loài kia đều được năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông. Lòng những luyến tiếc cảnh trần lao này, cho nên không thể để cho các ông phá chỗ của họ. Bởi thế quỷ thần, các vị thiên ma, võng lượng, yêu tinh đều đến quấy phá trong lúc các ông tu định Tam Muội. Giảng: nay đã hiểu rồi phải không? Tại sao ma đến? Chính là vì như thế. Bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần thông. Ma ở trên trời và quỷ thần đều có năm loại thần thông. Thế nào là năm loại thần thông? Là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông, nhưng không có Lậu Tận Thông. Nếu họ được Lậu Tận Thông, họ sẽ không đến nhiễu loạn ông, vì họ không có Lậu Tận Thông. Vì thế, họ còn muốn làm người xấu, làm người ác để phá hoại ông. Duy trừ Lậu Tận. Do đó có thể biết Lậu Tận Thông không dễ dàng chứng đắc. Thế nào gọi là Lậu Tận? Tôi lại giảng cho quý vị một điểm này. Tức là bất luận người nam, người nữ. Người nam thì nhớ người nữ, người nữ thì nhớ người nam. Đó gọi là lậu. Ngày nào quý vị chưa đoạn trừ niệm này thì chưa đạt được Lậu Tận. Lại nói sâu hơn một chút. Tôi này nói thật cho quý vị nghe. Nếu không thật, giống như lắc cái gì bị che đậy, lắc mãi, quý vị cũng không biết bên trong là cái gì. Nói sự thật chính là muốn tinh khí của quý vị không chạy mất, tức thì Lậu Tận. Tinh khí của quý vị nếu chạy mất thì đó là lậu. Này tôi nói cho quý vị nghe bí mật của trời đất. Nếu tinh khí các ông không mất đi thì không có lậu. Ngay cả tinh khí không mất đi, ngay cả cái niệm đó, cái tâm đó đều không có. Cái niệm di tế như cái niệm tâm dâm dục cũng đều không có. Đó là Lậu Tận. Này đã hiểu chưa? Thiên ma tại sao chưa có Lậu Tận? Vì thiên ma có tâm dâm dục, quỷ thần cũng có tâm dâm dục. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Đệ tử: sư phụ nói Lậu Tận Thông tức là không để tinh khí chạy đi. Anh văn phải phiên dịch như thế nào? Thượng nhân: khi tôi giảng điều này thì giảng rất cạn. Khi phiên dịch thì phiên dịch là bao hàm mà không lậu mất là được rồi. Không nên viết rõ ràng quá, tiết lộ bí mật của trời đất. Khi tôi giảng vì sợ quý vị không hiểu, vì thế nói thẳng hết cho các ông nghe. Nếu các ông đều hiểu rõ thì bao hàm mà không lậu mất. Có cái ý này là được rồi. Tức là quý vị có dục niệm tức là lậu, không có dục niệm tức là không lậu. Vì lúc đầu mới giảng kinh, nhất là thính chúng phần đông đều là người Mỹ, không phá nổi làm chìm thuyền như vậy. Vẽ người vốn không nên vẽ ruột. Nay tôi phá lệ mà vẽ ruột ra hết. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Luyến thử trần lao. Trần lao là gì? Tôi bảo cho quý vị biết, tức là dâm dục. Dâm dục tức là trần lao. Trần lao tức là dâm dục. Họ tham luyến cái này. Như hà linh nhữ tối liệt kỳ xứ. Họ tham luyến cái này. Vì thế cũng không muốn cho quý vị buông bỏ. Muốn quý vị cũng phải tham luyến như họ. Mà nói, chúng ta hai người là bạn tốt. Tôi không thể buông bỏ thứ này. Bạn muốn chạy trốn, muốn xả bỏ thứ này, không thể được. Vì thế ma bèn đến. Làm gì vậy? Ma không buông bỏ được cái thế giới mà ông ly khai. Thì cố quỷ thần
cặp chư thiên ma dõng lượng yêu tinh. Vì thế tất cả quỷ thần cùng tất cả thiên ma còn có dõng lượng yêu tinh. Trước kia tôi giảng về yêu tinh, quý vị không hiểu, nay lại nói cho quý vị biết. Quý vị xem chữ yêu của Trung Quốc viết như thế nào. Thế nào là yêu tinh? Là bộ nữ bên cạnh thêm chữ yểu. Thế nào gọi là yểu? Yểu là dưới 30 tuổi mà chết, đó gọi là yểu. Vậy yêu tinh thì sao? Quý vị nhìn nghĩa của chữ này, tôi không cần phải giảng rất nhiều. Ý nghĩa này quý vị hiểu thì được rồi. Nói tóm lại, bên cạnh chữ nữ có một con quỷ đoản mạng chết sớm. Thanh niên khi chết thì làm yêu tinh. Ư tam muội thời, tam muội của ai? Tức là tam muội của ông khi ông nhập định. Thiêm lai não nhữ, thiêm có nghĩa là toàn, đều, cũng có thể hiểu là toàn bộ. Tức là toàn bộ ma quỷ đều đến. Đến để làm gì? Đến để muốn ăn thịt Đường Tăng. Đường Tăng, ai là Đường Tăng? Đường Huyền Trang chính là Đường Tăng. Rất nhiều yêu tinh đều muốn ăn thịt của Ngài, tức là não loạn định lực của Ngài. Vì thế quý vị tu hành có định lực thì tất cả yêu ma quỷ quái cũng đều muốn đến để ăn thịt, không phải ăn thịt của quý vị. Tôi nói thật cho quý vị điểm này. Này, tôi nói ra trắng ra hết, một chút cũng không giữ lại. Tại sao vậy? Vì quý vị không có tâm dâm dục, tinh của quý vị đầy đủ. Tinh đầy đủ, khí đầy đủ, thần đầy đủ. Vì thế lúc này yêu ma quỷ quái nhìn thấy quý vị nhiều bảo bối như thế, nói: tôi nhất định đến chỗ của ông để cướp bảo bối. Vì vậy cho nên họ đến phá hoại quý vị. Nguyên nhân họ phá hoại quý vị là muốn cướp bảo bối của quý vị. Quý vị có bạn gái thì người bạn gái đó chính là người cướp đi bảo bối của quý vị. Ai có bạn trai thì người bạn trai đó cũng chính là người cướp đi bảo bối của quý vị. Quý vị cho rằng làm cái gì? Quý vị nói: tôi học Phật Pháp, Phật Pháp giảng bố thí, tôi đem bảo bối của tôi bố thí cho người. Vậy thì quý vị sẽ biến thành quỷ nghèo. Sau đó quỷ nghèo đọa vào địa ngục. Lúc đó người mà cướp bảo bối của quý vị không bao giờ đến chỗ của quý vị mà nói rằng: tôi cho bạn một chút bảo bối, bạn có thể đi ra ngoài. Không có cách nào để giúp đỡ quý vị đâu. Lúc đó quý vị nên suy nghĩ lại xem. Ha ha ha,